Nếu cái nàng sẽ tỉa cái tước cái hoa cái lá của hoa bí đó, cái bí đó, để mình xào mình ăn mà không có bỏ phí. Đây là bếp nàng mới biết của một người bác ở trên Facebook, bác chỉ mình tước nó đi rồi mình sẽ ăn được, mình xào tỏi đó mình ăn ha. Đây là cái lá của hoa bí, đây là thân bí cái nàng mới tước xong. Cái này hoa bí, hoa bí mình làm đủ thứ món hết, mình chiên, mình xào hoặc mình ăn lẩu ha. Ok, bây giờ cái nàng sẽ tước cho mọi người coi nha. Mình cắt một cái lá như thế này, mình tước từ dưới đây, mình cắt một chút xíu, mình kéo nó ra, kéo nó ra, kéo nó ra, kéo thẳng nó luôn, thì nó sẽ đi ra hết nguyên cái đường của cái thân lá này nè. Ok, mình tước nó ra nha, mình cứ kéo thẳng nó ra, thẳng nó ra, mình xoay đó, và mình tước lần dần, mình tước những cái nhánh đi ra đó, nó đi ra hết nè, thấy không? Mình tước những cái sần của nó đó, cái dai cái sớ của nó, mình cứ kéo nó ra. Cứ đi vậy cho cảm thấy nó láng cái thân của mình đó, nó láng là được rồi đó. Ok rồi, mình cắt cái chỗ này đi ha, mình kiểm soát lại ha, mình sẽ đi ngược lại cho nó chắc chắn đó, mà còn sót cái nào không đó mình đi ngược lại đó. Rồi trơn, bây giờ là nó trơn luôn á, nó không có còn nhám nữa, mình cắt nó ngắn lại. Ok, mình cũng chét lại. Ok đó. Rồi mình có một cái thân để mình xào ăn hoặc là luộc ăn hay nấu canh ăn, hoặc là mình ăn sống cũng được nữa, mình làm xà lách cũng được nữa. Ok, mình không có bỏ phí. Cảm ơn các bác rất nhiều lắm, cho nên bác nào mới biết cái này chia sẻ. Rồi mình làm cái lá nha, cái lá thì nó hơi to như thế này, mình cũng tước sơ lại nữa một lần nữa nha, cho nó chắc ăn đó. Khi nó còn á, mình tước hai mặt luôn nha, đó cũng còn một hai cái, mình tước cả hai mặt. Đủ quá thì mình cắt ngắn nó đi, cắt đôi nó ra. Bự quá khó cầm, rồi mình tước ở đây, đây mình đi. Ok đó, gộp lại mình đi thêm lần nữa đó. Rồi sạch sẽ rồi, bây giờ mình cắt nó ra thôi, mình cắt nhỏ ra thôi. Ok, cái này nó rửa rồi, rửa sơ qua nước muối ha, xong rồi mình cắt xong rồi mình rửa thêm một lần nữa rồi mình nấu ăn. Ok đó, mình cất bên đây. Đó vậy thôi, làm thêm một lần nữa cho nó chắc ăn ha. Rồi mình đi nấu xào ăn nha. Alright, thank you mọi người, thank you, bye bye.